Hello, xin chào cả nhà. Đây, hồi hôm con gái tặng quà 8 tháng 3 cho mẹ đây. Bây giờ mẹ sẽ test luôn. Đó, giống như bình thủy không cả nhà. Nè, cái nắp y chang bình thủy luôn. Mình thích uống cà phê nóng á cả nhà. Như vậy là mình đặt mình làm cho đâu vào đó xong rồi bắt đầu cái là mình đậy lại chắc nó giữ nhiệt luôn á cả nhà ha. Rồi. Mình sẽ giới thiệu ngang cả nhà. Chưa đây. Mình sẽ ăn bánh mì ốp la. Đây bánh mì mình mua về đây. Đó, rồi bắt đầu mình nấu một món lạ. Hồi giờ mình chưa nấu lần nào nghe cả nhà. Lần đầu tiên mình nấu luôn là mình xem ở trên mạng. Nhưng mà mình cũng không biết gọi đó là món gì. Từ từ mình sẽ xem khảo là cái món nó món gì rồi mình sẽ nói cả nhà xem nha. Rồi thứ nhất, táo. Theo mình nghĩ là giống như là món đồ bổ vậy cả nhà. Táo, táo đỏ nè. Hạt sen nè. Có cái gì ta, cái viên kỷ tử nữa, nhưng mà bây giờ mình mua không có, ở quán tạp hóa nó không có cả nhà. Nấm hương, bò. Bò cả nhà, là bò là do mình thích ăn bò, tại vì mình ngán ăn gà, tại trong cái món đó là nó sẽ ăn gà nghe cả nhà. Nhưng mà bây giờ mình ngán gà, mình để dành cái món gà mình đi thăm chú bộ đội, chú bộ đội ăn, nên chú bộ đội ăn không ăn bò đó. Nhưng mà anh hai là ăn bò nha. Thì tối đây anh hai sẽ xuống thăm mẹ à, nên là nấu món cho anh hai. Cái này là tối ăn nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình ngâm, mình rửa bò thì mình sắt mình ướp, không thể thiếu bắp. Bắp thì con mình thích ăn nhiều quá nên mình bỏ bắp nhiều nha cả nhà. Đó, 3 trái bắp. Rồi bây giờ mình tiến hành mình làm nha. Mình sẽ mình làm ra, nhưng mà không thể thiếu nữa nha cả nhà, trứng cút. Đó, trứng cút bây giờ mình đang luộc đây. Đó, mình làm cái gì giống như là theo mình nghĩ là giống như là hầm một món đồ bổ vậy, nhưng mà để mình xem lại thử. Giờ mình tìm lại nó không có ra cả nhà. Hôm bữa tự nhiên mình thấy cái món này, cái giờ mình tìm lại nó không có ra, nên để mình tìm lại mình coi thử cái món là gọi món gì nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình đi làm nha. Rồi cả nhà, bây giờ bắt đầu mình muốn uống cà phê cả nhà, mình dở gì đây nè, cái bình thủy gì cả nhà. Đó nó nóng rồi không, đó nó nóng, mình uống nóng luôn. Ồ nhức nách luôn. Đó, đập đậy lại cái bình thủy gì đó. Rồi trứng cút sôi rồi cho lửa nhỏ 1 miếng. Rồi bây giờ mình giới thiệu ngang, trong khi chờ trứng cút thì mình ngâm hạt sen. Mình mới tập nấu ngang cả nhà nên mình mua hạt sen nó ít thôi cả nhà, còn nếu mà mình nấu ngon thì lần sau mình cho hạt sen nhiều. Táo đỏ cũng vậy, mình cũng cho nhiều ngang cả nhà. Bây giờ mình ngâm. Ở trong tạp hóa nó bán bị vậy, như dụ mình nấu nhiều thì mày muốn mình mua nhiều bị. Táo đỏ, nấm hương, bắp thì mình cũng đã rửa đâu vào đó hết rồi, mình sắc khúc khúc theo ý thích cả nhà, ăn to ăn nhỏ ý thích thích cả nhà. Rồi rồi bò mình mua 500 g bò cả nhà, mình mua bò mềm để mấy khi mình tao cái mình nấu luôn, còn những cái này mình hầm trước cho nó ra cái nước cốt cho nó ngọt, bắt đầu bò mình ấy là ok đó. Nhưng mà đúng ra là hầm gà nha cả nhà đó, nhưng mà bây giờ mình không thích ăn gà, bây giờ mình thích ăn bò đó. Mình bỏ cái gì giống như rồi, ví dụ mình không ăn 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 bò thì mình bỏ sườn non, đại khái mình bỏ xương, đại khái mình muốn làm cái gì mình làm tùy ý cả nhà, mình nhà ăn mà. Đó, tẩm bổ cho anh hai, chủ nhật thì tẩm bổ cho chú bộ đội nhỏ. Bây giờ tẩm bổ cho anh hai nha. Bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình sắt bò nha cả nhà, mình sắt bò mình ướp to nhỏ tùy thích cả nhà nha. Bây giờ bắt đầu mình gia vị mình ướp bò nha cả nhà. Đó cho vô xíu dầu điều cho màu nó đẹp hơn, rồi đổ Gà bò vào xào cho nó săn gà lại. nấu với Em có lại một cái cây gà nấm mềm hương với với bắp một nha cả cây cây nhà, mềm, gọi là có canh một nha cây cả cây nhà, ngọt và chứ một không cây phải là sả gọi là đã súp bị như mình nhau nói với nhau, nha, gọi là hơi canh, có một xíu, đổ vào khoảng gọi là 1 canh rưỡi nha. gà. Cho cà rốt vào hầm trước, nấu cho sôi rồi bắt À khô nó có nấm cà hương để rốt nữa ngâm cả gỏi cho nhà, vào nồi. Lúc này mình nêm thêm 2 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê. thiếu một món cà rốt với lại cái gì ta, cái mã tử gì đỏ 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 nhỏ nhỏ đó cả nhà. Đó thiếu thiếu 2 cái đó nữa. Bây giờ một chút nữa mình đi đón con mình mua. Đó, mình chỉ sơ khởi gì thôi cả nhà, mình nấu thử nha. À, ngon là lần sau mình nấu tiếp, mình sẽ nói cả nhà ơi ngon quá, cả nhà ơi, cả nhà cứ nấu ăn đi, bổ lắm là cả nhà làm nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình đi xắt bò nha. Ok, mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày với mình nha. Hôm nay đúng ngày 8 tháng 3 luôn cả nhà ơi. Ok.